tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lên tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai Nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy vì tôi không đến để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không tin nhận lời của tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy không phải tôi tự mình nói ra nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi những phải nói gì, tuyên bố gì và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời, vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng nghe Chúa Giêsu nói Ai tin vào tôi thì không phải tin vào tôi mà là tin vào đấng đã sai tôi. Đấng nào vậy? Đấng mà trong sách sáng thế kể cho chúng ta rằng Cùng thần khí chúa bay là là trên cõi âm u Trống không mong quận và phán Hãy có ánh sáng thì ánh sáng liền có Đấng ấy là ở trong cột lửa đi trước dân để đưa dân qua biển đỏ và hành trình 40 năm trong sa mạc. Đấy là đắng mà đã sai Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu nói rằng ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi nhưng tin vào đấng đã sai tôi là đấng ấy. Chúng ta biết Chúa Giêsu là người tiếp tục chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tin vào Chúa Giêsu là tin vào đấng đã sai ngài là vậy. Nếu như trong trời thời cựu ước Thiên Chúa là ánh sáng dẫn đưa dân đi trong sa mạc thì trong thời tân ước Chúa Giêsu là ánh sáng để dẫn đưa dân qua cái cuộc đời này. Tôi là ánh sáng và tôi đã đến trong thế gian. Vậy thì ánh sáng của Chúa Giêsu là ánh sáng nào vậy? Chúng ta nhớ lại trong đêm vòng phục sinh, chủ tế đã tuyên đại sướng ba lần ánh sáng Chúa Kitô và toàn cộng đoàn đáp lại tạ ơn Chúa. Rồi sau đó chủ tế đứng bên cái ngọn nến phục sinh đấy và hát cái bài gọi là Tết bài ca phục sinh như là ca ngợi cái nến mà nhưng nhưng kỳ thực đấy là ca ngợi Chúa Kitô đã chiến thắng bóng tối để bước vào sự sáng để là chiến thắng cái chết để bước vào sự sống ánh sáng Chúa Kitô là những lời của Ngài dạy, những việc của Ngài làm để phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa trong trần gian này. Ngài bảo rằng tôi là ánh sáng thế gian, để ai tin vào tôi thì không phải đi trong bóng tối. Những người đã đón nhận và đã thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu thì được gọi là con cái sự sáng. Nên chúng ta hiểu rằng trong đêm phục sinh có những bài đọc những nghi thức đã khá dài rồi nhưng giáo hội vẫn khuyến khích là nên rửa tội cho các anh chị em dự tòng để chính trong đêm nay những anh chị em dự tòng ấy sẽ đón nhận được cái ngọn đến là ánh sáng của Chúa Kitô rồi có những ý nghĩa khác để nói đến họ rằng từ nay đón nhận cuộc đời mới bỏ cuộc sống cũ và bước vào cuộc sống mới là vậy kính thưa của ông bà anh chị em ánh sáng và bóng tối là hai cái thực tại nó đối lập nhau và không thể dung hòa nơi nào có ánh sáng mạnh mẽ thì bóng tối sẽ phải tiêu tan đi ở đâu có bóng đêm bao phủ thì lại ánh sáng lại nhường chỗ cho bóng đêm con người sống ở đời là một cuộc dằn co giữa ánh sáng và bóng tối và cuộc dằn co này nghiệt ngã liên lỉ và trải dài suốt cuộc đời của chúng ta vì thế họ phải luôn có cố gắng để thoát khỏi cái bóng tối những, của những đam mê của tội lỗi để vươn lên tới ánh sáng tự do thánh thiện trong đêm tối con người dễ xa ngã và phạm tội và làm điều gian ác ngược lại trong ánh sáng của ban ngày thì con người được chiếu soi con người sẽ thoát khỏi những tội lỗi những gian ác của mình và con người được đi trong vinh quang Thánh gioan Tông Đồ Ngài viết như thế này Thiên Chúa là ánh sáng Nơi Ngài không có một chút bóng tối nào Thiên Chúa là ánh sáng Có nghĩa là Thiên Chúa là chân lý Là nguồn suối mạc khải Là ơn cứu độ Là nguồn của mọi ơn thánh thiện Ngôi lời là ánh sáng thật Ánh sáng đã đến trong thế gian Chúng ta tin vào Chúa Giêsu Là chúng ta cấm đời mình vào trong ánh sáng, nguồn sáng của Chúa. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta đã nhận ra ngọn nến, đã nhận cái ngọn nến ánh sáng lúc nhận bi tích rửa tội và mỗi năm được nhắc lại trong cái đêm vòng phục sinh và từ cây nến phục sinh ấy, ánh sáng sẽ được phân phát tỏa lan cho những người chung quanh. Mỗi người trong chúng ta sẽ cầm lấy cái ngọn nến của mình rồi thắp lên từ ngọn nến phục sinh ấy đó là cái ánh sáng của Chúa Kitô chúng ta cầm trong tay ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi vào khuôn mặt của mỗi người chúng ta rồi của những người chung quanh rồi nhờ đó chúng ta nhận ra nhau anh chị em nhớ lại trong cái đêm phục sinh có cái cảnh này rất là lạ lùng cho nên trong cuộc đời của chúng ta không có Chúa Kitô chúng ta không thể nhận ra nhau được đó là cái sự thật mà chúng ta phải đón nhận và mỗi lần trong cuộc đời hàng ngày thường nhật chúng ta sống theo Chúa một ngày sống thì màn đêm buông xuống và chúng ta sẽ thấy như thế là có một cái quyền lực của ma quỷ và sự dữ đang bao trùm là cái thời điểm mà chúng ta thấy những mọi hành vi xấu xa cũng có thể xuất hiện vì thế mà thưa anh chị em hội thánh đã dạy cho chúng ta có một lời kinh rất là hay mỗi khi chúng ta bước vào giấc ngủ đêm tối xuống màn xuống dần trên cõi thế đoàn con chạy đến chúa càng khôn ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống để giữ gìn chúng con cả sát hồn và nhờ đó chúng ta bước vào giấc ngủ thì chúng ta sẽ thấy mơ thấy chúa trời lòng nguyện ước thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon vận đông lấp ló chân trời thẳm sẽ hát mừng ngài khúc nhạc khoan đấy là lời dạy mà giáo hội muốn chúng ta đọc trước khi bước vào giấc ngủ xin mẹ maria hằng cư giúp làm cho ngọn nến chúa kitô được cháy sáng trong mỗi người chúng ta amen <laughs>